Hello, em xin chào tất cả các bác. Em lên sóng một chiếc đồng hồ Nhật, cơ cót Nhật nha. Cơ cót hai lỗ, Seiko Sa, dòng này xưa hơn dòng Seiko nữa nha. Thùng gỗ đẹp, chi nguyên bản, gỗ sồi nha. Hoa văn hạt bắp xưa. Chiếc này có tầm 10 ngày. Chuông này hai gông đồng. Hai gông đồng bạch gõ tiếng rất ngân. Tí em test thử cái chuông cho các bác xem. Chiều cao của chiếc này là 52 cm. Chiều ngang là 24,5 cm. Chiều sâu vô là 11 cm. Ngoài cận cảnh bên hông này, gỗ đẹp nha. Phía sau lưng cũng vậy, đẹp sáng tròn. Này tại em chưa có gài cái khóa vô, để tí em test thử cái chuông. Cái này có hai lớp kiến. Đây, chiếc này là xưa rồi. Gieo xanh dài, trang trí thì coi đều đẹp hết. Chiếc này zin nguyên bản nha, về em chỉ lau chùi thôi, em không làm gì hết. Cái mặt đồng hồ này là mà chữ số học trò. Cái mặt này tầm 17 đây, tầm 17-18 cm. Em test thử chuông. Nó có cái miếng bạc logo nha các bác. Chìa khóa zin nha, chìa khóa theo đồng hồ luôn. Đến giờ gõ theo giờ. Ví dụ 9 giờ là gõ 9 tiếng. Ba mươi phút gõ cái. Đây, máy in ra băng nha. Bác nào thích thì alo trực tiếp đem báo giá hoặc kết bạn Zalo qua số điện thoại để xem chi tiết và xem thêm nhiều sản phẩm khác. Em xin kết thúc video. Chào các bác.